Chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 8 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 32, mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất của và ứng dụng tích số 2 trong bài mẫu 72. Giờ tích số 2 mình sẽ làm bài tập câu 8.8. Tung một chiếc kẹp giấy 145 đằng xuống sàn nhà lát gạch đá qua màu đá qua hình vuông. Quan sát thấy có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong một cái hình vuông và 32 lần chiếc kẹp nằm bên trên cạnh của hình vuông. Tính xác suất thực nghiệm của cái biến cố sau. Biến cố E là chiếc kẹp sẽ nằm hoàn toàn trong hình vuông. Như vậy câu E các em sẽ làm như sau. Trong 104 lần tung thì có 113 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông. Do đó xác suất thực nghiệm của biến cố E sẽ là BS bạn. Như mình sẽ lấy 113 chia cho 140 lần. Giờ các em sẽ tính ra. Mình sẽ lấy 113 chia cho 145 các bạn. Gần bằng 0,78. Đúng này. Giờ câu B, trong 145 lần tung sẽ có 32 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh của hình vuông. Do đó xác suất hiện nghiệm của biến cơ F sẽ là BF sẽ bằng. Ba mươi hai phần 145. Giờ các em sẽ bấm máy tính xem bằng bao nhiêu nha. 32 chia 145 bạn gần bằng 0,22. Giờ như là mình xong câu 8.8 nhé. 8.8 các em hiểu bài, các xong hết video hãy với kèm hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu 8.9. Một nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một nhà máy trong 20 ngày. Giờ ghi lại số vi phạm của nhà máy mỗi ngày và thu được kết quả như sau. Số vi phạm 0 là có 14 ngày, 1 là 3 ngày, 2 là 1 ngày và 3 sẽ là 1 ngày lớn hơn bằng 4 là 1 ngày. Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau. Biến cố M, cho một ngày nhà máy đó không có vi phạm. Chưa hết các em sẽ tính tổng số ngày ở đây sẽ là 14, 17, 18, 19, 20, tổng số là 20 ngày. Có 14 ngày là không có vi phạm. Xác suất của biến cố M sẽ là 14 phần 20. Đúng này. Sẽ là 0,7. Đúng này. Giờ tiếp theo là biến cố N. Như là trong 20 ngày có 3 ngày có một vi phạm, xác suất thực nghiệm của biến cố N sẽ là 1 phần 20, là 3 phần 20, đúng không? Ba phần 20 sẽ bằng là 0,15. Giờ biến cố K, trong một ngày nhà máy đó có ít nhất hai vi phạm, ít nhất là hai vi phạm thì mình thấy là có 1, 2, 3, 3 ngày. Như vậy xác suất của biến cố K cũng là 3 phần 20 thôi, đúng không? Như vậy có một ngày hai vi phạm, có một ngày có hai vi phạm, một ngày ba vi phạm và một ngày lớn hơn bằng 4 vi phạm. Như vậy xác suất thực hiện của biến cố K sẽ là 3 phần 20.
có nghĩa là 0,15. Như vậy là mình xong câu 8.9, 8.9 kèm thì bài, cái xong hết video hay kèm thì bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 8.10, thống kê thời gian của 78 chương trình quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh X cho kết quả như sau. Các quảng cáo cho từ 0 tới 19 giây là 17 chương trình, 20 tới 39 giây là 38 chương trình, 40 tới 59 giây là 19 chương trình và trên 60 giây chỉ có 4 chương trình. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố sau. Biến cố E là chương trình quảng cáo của đài truyền hình kéo dài từ 20 tới 39, trước hết các em sẽ tính tổng số này. Thì mình thấy là mình sẽ lấy 38 chia tổng số, đúng không nào? Như trước hết mình phải tính tổng số chứ nha. Tổng số chương trình quảng cáo là như mình sẽ lấy 17 cộng 38 cộng 19 và cộng 4 bằng. Giờ bấm máy tính thôi. 17 cộng cho 38 cộng 19 cộng 4 sẽ bằng 78, đúng không? Giờ câu E là có 38 chương trình từ 20 tới 39 giây, đúng không? Như vậy xác suất thực nghiệm của biến cố E sẽ là 38 phần 78. Gần bằng 38 chia 78 bằng. Không phải 487, mình làm làm tròn là 0,49. Gần bằng 0,49 nhé. Tiếp theo là biến cố F. Chương trình quảng cáo kéo dài trên 1 phút. Trên 1 phút có nghĩa là trên 60 giây có 4 thôi. Như vậy xác suất của biến cố sẽ là 4 phần 78. Bài 4 chia 78 gần bằng là 0,05. Giờ biến cố G, chương trình quảng cáo kéo dài khoảng 20 tới 59 giây. Từ 20 tới 59 gồm có là từ 20 tới 39 và 40 tới 59, 38 cộng 19 sẽ là 57. Như vậy kết quả là 57 phần 78, đúng không? Như vậy câu C có 38 chương trình kéo dài từ 20 tới 39, 19 chương trình kéo dài từ 40 năm 9, như vậy có 57 chương trình kéo dài từ 20 năm 9. Do đó xác suất thực nghiệm của biến cố G sẽ là 57 phần 78. Gần bằng. Mình sẽ lấy 57 chia 78 nhé. Như vậy là gần bằng 0,73. 0,73. Giờ như là mình xong câu 8.10, 8.10 kem hiệu bài, cái xong hết video hãy bị kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 8.11. Thống kê về số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong của bệnh SARS và Ebola được kết quả như sau. SARS từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003, số người nhiễm là 8.437, số người tử vong là 813.
Ebola năm 2014-2016, số người nhiễm là 34.453 và số người tử vong là 15.158. Căn cứ vào bảng thống kê hay xác suất, ước lượng xác suất một người tử vong khi nhiễm sát và Ebola. Như vậy mình sẽ tính xác suất ESA là mình lấy số này chia số này. 813 chia cho 8.437 bạn. Mình chuyển về phần trăm được, đúng không? 813 chia cho 8.437 bạn. 0,0916 gần bạn. 0,096 mình chuyển 10%. Như là 9,6%. Giờ tiếp theo là xác suất một người tử vong khi nhiễm Ebola. Mình sẽ lấy số này chia số này. 15.158 chia cho 34.453 gần bằng. 15.158 chia cho 34.453 bạn. 0,439 399 đang gần bằng 0,44 đi. Như là 44%, đúng không? Dạ, như là mình xong 8.11, 8.11 kem hiệu bài, cái xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu 8.12. Một nhà máy sản xuất máy điều hòa tiến hành kiểm tra chất lượng của 600 chiếc điều hòa được sản xuất và thấy có 5 chiếc gì bị lỗi. Trong một lô có 1.500 chiếc điều hòa, hãy dự đoán xem có khoảng bao nhiêu chiếc điều hòa không bị lỗi nhé. Như mình thấy là kiểm tra chất lượng của 600 thì mình thấy là có 5 chiếc bị lỗi, có nghĩa là còn lại sẽ là 595 chiếc sẽ không bị lỗi, đúng không? Do đó xác suất máy điều hòa không bị lỗi khi kiểm tra 600 chiếc sẽ là mình sẽ lấy 595 chia 600. Mình chuyển về về số hợp phần. 595 chia 600 bạn. 0,99 992 đi. 9916 9917. Tiếp theo gọi H là số lượng điều hòa không bị lỗi, ta có H phần 1.500 sẽ bằng số này, đúng này. Như vậy là H phần 1.500 gần bằng 0,9917 C và H bằng. Mình lấy số này nhân số này. Đúng này. Như vậy là gần bằng, ở đây gần bằng 1.488. Như vậy là quậy cho một lô có 1.500 chiếc đường quẹt thì có khoảng 1.488 chiếc là không có lỗi, đúng không?
Như vậy là mình xong 8.12, 8.12 kênh hiệu bài, cái xong hết video hãy biết kênh hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu 8.13. Hai bạn Mai và bạn Quyệt lần lượt thực hiện reo đồng khờ hai con xúc xắc ở mỗi lần. Reo sẽ nhận được số điểm bằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Mai đã gieo 100 lần và bạn Quyệt reo 120 lần. Mai reo trước và ghi là kết quả của mình như sau. Như vậy số điểm là 2 là có 3 lần. 3, 5, 4, 9, 5, 10, 6, 14, 7, 16, 8, 13, 9, 11, 18, 11, 7 và 12, 4. Trước khi reo, Quyệt reo hãy dự đoán xem có bao nhiêu lần số điểm của Quyệt nhận được là số chẵn. Như vậy trước hết mình sẽ tính số lần của bạn Mai là số chẵn nha. Có nghĩa là 2 điểm là 4 điểm, 6 điểm, 8 điểm, 10, 12. Các em lấy 3 cộng 9 cộng 14 cộng 13 cộng 8 và cộng 4, đúng không? Như vậy là 3 cộng 9 cộng 14 cộng 13 cộng 8 và cộng 4. Mình cộng lại xem bằng bao nhiêu nha. Giờ như vậy là 3 cộng 9 là 12. 14 cộng 13 sẽ là 27. 8 cộng 4 12 tổng cộng sẽ là 51 lần. Đúng không? Do đó xác suất thực nghiệm của biến cố điểm của Mai là một số chẵn sẽ là 51 phần 100. Bằng 0,51, đúng không? Tiếp theo là một số nguyên tố. Số lần điểm của Mai là một số nguyên tố. Một số nguyên tố là các số 2, 3, 5, 7, 11, đúng không? Có nghĩa mình sẽ lấy 3 cộng 5 cộng 10 cộng 16 và cộng 7. Giờ 3 cộng 5 là 8, 18. 18 là đi cộng 7 là 25. Cộng 16 là 41, đúng không? Do đó xác suất thực nghiệm điểm của Mai là một số nguyên tố sẽ là 41 phần 100. 41 phần 100 sẽ bằng 0,41. Tiếp theo là số lần điểm của Mai sẽ là số lớn hơn 7. Có nghĩa là 8 điểm trở lên, có nghĩa mình sẽ cộng các số lần là 13 lần, 11, 8, 7, 4. 11 cộng 10, 13 cộng 11 cộng 8 cộng 7 cộng 4. Đây là 24. 24 tôi đã 8 với 7 là 15 cộng 4. Như vậy sẽ là 47. Do đó xác suất sự kiện thực nghiệm của biến cố điểm của Mai lớn hơn điểm 7 chính là 43 phần 100. Đúng không? Có nghĩa là bằng 0,47. Giờ các em ghi từ đây tới đây xong mình sẽ làm tiếp nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem trước hãy dự đoán xem có bao nhiêu lần điểm của Việt nhận được là một số chẵn. Như là bạn Việt reo 120 lần thì kem lấy 120 lần nhân cho 0,51, đúng không? Một trăm hai mươi nhân cho 0,51 sẽ bằng gần bằng 60 lần.
Giờ số điểm của Quyệt là một số nguyên tố thì các em lấy 120 lần nhân cho 0,41. Như vậy gần bằng là 49 lần, đúng này. Giờ số điểm công việc lớn hơn 7 thì các em lấy 120 nhân cho 0,43. Giờ gần bằng 52 lần, đúng này. Giờ như là mình xong câu 8.13, 8.13 kem hiệu bài, cái xong bấm khúc video để biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng giờ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sớm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.